Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hải quan Cao Bằng, số phát sóng tháng 8 năm 2021. Chuyên mục được phát sóng định kỳ vào tối thứ 6 tuần cuối cùng của tháng trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, công tác thu ngân sách nhà nước năm 2021 được Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và cũng là thử thách không nhỏ trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường, ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu. Chính vì vậy mà ngay từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời, tháo gỡ khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Năm 2021, Cục Hải quan Cao Bằng được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách 192 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 200 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan giao phấn đấu thu ngân sách nhà nước 215 tỷ đồng. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan Cao Bằng đã thực hiện giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021 cho từng chi cục, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Nhờ vậy, công tác thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng trong 8 tháng đầu năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng thu nộp ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Cao Bằng đạt 134,53 tỷ đồng, đạt 74% so với chỉ tiêu pháp lệnh trên giao, đạt 67% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh chủ yếu phát sinh tại cửa khẩu Tà Lùng và cửa khẩu Trà Lĩnh. Đa số mặt hàng xuất khẩu là hàng nông sản, thủy sản không có thuế. Nguồn thu thuế xuất nhập khẩu chủ yếu là hàng nhập khẩu truyền thống, hàng xuất nhập khẩu có thuế phát sinh ít. Do ảnh hưởng của đại dịch diễn biến phức tạp, các phương tiện chuyên chở hàng hóa hạn chế đi lại từ các địa phương khác qua tỉnh Cao Bằng đã ảnh hưởng rất nhiều đến hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn. Điều này đang đặt ra những khó khăn trong thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng. Năm 2021 này thì diễn biến dịch nó cũng phức tạp hơn nhiều. Từ tháng 1 cho đến tháng 7 thì tình hình dịch có những cái phức tạp, tuy nhiên nó vẫn kiểm soát được. Thì do vậy là cái hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cao Bằng thì vẫn diễn ra ổn định. Và cái chúng tôi vẫn đảm bảo cái số thu theo đúng tiến độ, theo kế hoạch. Thế tuy nhiên là từ thời điểm là cuối tháng 7 đầu tháng 8, khi mà dịch bùng phát nặng và một số tỉnh phía sau phải giãn cách, thì cái lượng hàng hóa lên Cao Bằng giảm hẳn, toàn bộ hàng hóa qua Cao Bằng cơ bản là từ các tỉnh phía sau, kể cả hàng xuất, hàng nhập. Thứ nhất là những cái mặt hàng có cái lượng kim ngạch trị giá lớn như mặt hàng làm nguyên liệu, như mặt hàng vải, mặt hàng than cốc, máy móc thiết bị. Những mặt hàng này thì thường xuyên qua Cao Bằng, nhưng mà bắt đầu từ khi mà Hà Nội giãn cách thì hiện nay cái lượng hàng hóa này giảm hẳn. Thì do vậy là cái số thu của hơn 20 ngày của đầu tháng 8 hiện nay là nó giảm rất nhiều so với tháng 7. Ví dụ tháng 7 chúng tôi thu trên 20 tỷ, thì đến giờ phút này hơn 24 ngày của tháng 8 chúng tôi mới thu được trên 6 tỷ, 6,6 cho địa bàn Cao Bằng. Thì tất nhiên so với chỉ tiêu của Bộ thì chúng tôi cũng đạt cũng khá cao, trên 7-8%. Thế nhưng mà để hoàn thành được cái chỉ tiêu mà Bộ Tài chính và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 là 200 tỷ thì cũng là phải có những cái giải pháp và những cái nỗ lực phấn đấu thật nhiều thì mới có thể đạt được. Mặc dù kết quả thu ngân sách năm 2021 đến nay đạt tiến độ khá, song do dịch bệnh COVID-19 dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp và kéo dài tại nước ta. Cộng thêm những cơ chế điều hành hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc thường xuyên thay đổi, xu hướng ngày càng thắt chặt quản lý, nên nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan tỉnh trong những tháng cuối năm 2021 sẽ gặp nhiều thách thức. Chính vì vậy, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành là thu ngân sách nhà nước, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đã đề ra những giải pháp cụ thể và chỉ đạo triển khai với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Thì chúng tôi xác định cái nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng số 1 của ngành. Mặc dù cái điều kiện dịch bệnh nó diễn biến phức tạp, nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng là tìm những cái giải pháp thật cụ thể, tức là trong từng giai đoạn, từng thời điểm một để hỗ trợ doanh nghiệp làm sao tăng cái nguồn thu. Thì hiện nay thì chúng tôi vẫn đang, mặc dù dịch bệnh, nhưng mà chúng tôi vẫn chủ động là liên lạc với các doanh nghiệp qua các phương tiện điện tử, điện thoại hoặc là qua cái
các phương tiện điện tử khác để trao đổi thường xuyên với các doanh nghiệp về cái tình hình hoạt động cũng như là cái việc mà mời gọi họ để tiếp tục xuất nhập khẩu qua Cao Bằng khi cái điều kiện dịch. Thì đồng thời chúng tôi cũng có xây dựng những cái phương án trong trường hợp là dịch bệnh kéo dài đến tháng 9 hoặc đến tháng 10, thì từ đó chúng tôi cũng cố gắng là có những cái giải pháp mà để đáp ứng được từng cái tình huống. Thì trong đấy thì là như tôi đã nói thì tập trung những cái nhóm giải pháp chính là, thứ nhất là chúng tôi phải vẫn chủ động nắm bắt tình hình và liên lạc với doanh nghiệp thường xuyên để chủ động cái nguồn thu. Hai là chúng tôi vẫn thực hiện tăng cường các cái biện pháp cái là phòng chống dịch, thì chúng tôi vẫn tăng cường các biện pháp về cái quản lý nguồn thu, từ đảm bảo thu về chính xác, về số lượng, về trị giá và các cái công tác khác phía sau như công tác kiểm tra sau liên quan công tác chống buôn lậu để đảm bảo cái nguồn thu tập trung vào ngân sách. Một trong những nội dung nữa là chúng tôi cũng sẽ tích cực tham mưu với lại Ủy ban nhân tỉnh và các cái cơ quan chức năng trong vấn đề là tìm các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chúng tôi cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại các cái cửa khẩu và tại các địa bàn biên giới để vừa đảm bảo phòng chống dịch và đồng thời là cố gắng tạo điều kiện tối đa nhất cho các doanh nghiệp để phấn đấu làm sao là đảm bảo cái nguồn thu mà phấn đấu hoàn thành được cái nhiệm vụ mà Bộ Tài chính cũng như là Hội đồng nhân tỉnh ra. Với những giải pháp, kịch bản cụ thể đã được đưa ra và tinh thần quyết tâm cao của ngành hải quan tỉnh Cao Bằng, chúng ta tin tưởng rằng những giải pháp đó sẽ được hiện thực hóa và được chứng minh bằng kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2021, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng trong bối cảnh đặc biệt của đại dịch COVID-19. Đến đây, chuyên mục Hải quan Cao Bằng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.